In recent years, Supreme Master Ching Hai graciously allowed our association members to gather for international seminars. They were joyous occasions as Master and disciples reunited to meditate and pray for peace. During her visit to meet with our association members, Supreme Master Ching Hai also spoke of the teachings of past masters and answered the spiritual questions of fellow initiates. Throughout the ages, compassionate, enlightened masters have urged people to surrender to the greater universal power by seeking the divine within, from which all other goodness and happiness follow. This message was echoed again in Supreme Master Ching Hai's discussion, The Story of Yama Judges a Case, with our association members on December 27, 2008. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Long, 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 long time ago. Yes. Có một cô gái xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng mà cô này tuy là đẹp mà không có may mắn lắm. Cho nên tuổi còn trẻ mà cha mẹ mất sớm rồi. Cô gái phải đi làm thuê, làm mướn để mà kiếm ăn qua ngày. Tuy cô gái nghèo nhưng mà nết na, hiền dịu. Cho nên mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi nữa. Trầm trồ khen ngợi. Rồi. Thì tiếng tâm của cô bay đi khắp mọi nơi ha. Ở làng kia có một ông nhà giàu, vinh cơ rất là đồ sộ, nhà ngang dãy dọc tấp nập, người ăn kẻ hầu, trâu bò ruộng vườn không đếm hết, giàu quá xa ha. Ông ta có đến 5-7 bà vợ, có tiền thì tiêu hoang tầm 7 ha. Ok. Nhưng mà ông chỉ sinh được có một đứa con. Sao biết chưa vậy? Thì cái ông phú ông này, con trai của ông năm nay tới tuổi thành niên, tuổi trưởng thành. Did they translate well? Sometimes after I heard them translation, I burst out laughing. Because they made it all wrong. I couldn't understand what they're talking, so I just had to laugh. Okay. Well, good luck, huh, guys? Never mind. If you see them laugh, you laugh. Because I can't help the translation, you know. If you see them laugh, then you know it must be something funny. And they say laughter is good for you, you know? Here you just laugh, it's free, you know? Yes. Yeah, because in some other yoga institution, maybe they charge you for laughter even. Yeah, they have a laughter club and all that, you know? You have to pay membership fee or some, so here at least you laugh free, you know? Yeah. Remember the joke I told you? It was the tour guy, you know? The Japanese tour guy? And went to see some beautiful city. And then the host, you know, telling them all kind of things, you know, very long story. And the Japanese tour guide just said, okay, our host just told a joke, now please laugh, that's it. He didn't translate nothing, he just said, it was a joke, please laugh. And the Japanese did, you know, they're very polite, so they all laughed together. Yeah, the Japanese, they don't mess around, you know, I mean. Even when they decorate with flower, you know, very sparsome, yeah. Japanese lifestyle is very economizing, you know. Their house is like matchboxes in Tokyo, truly like that, very small houses. Their cars are small. Their food are precious. They don't have much, you see, because the land is little and population is big. So everything they treasure, yeah. They treasure very much whatever they have, yeah. All right. So even when translation, they also, you know, economizing with words.
and say, that was a joke, please laugh now and clap your hands. It's very economized, huh? Yes. All right. Cái người con trai của ông Phú Hồng muốn cưới một con gái một cô kia đẹp mà nết nạ. Thì tại vì cô đó cổ nhà nghèo mà, cổ phải đi ra ngoài làm thuê làm mướn á, cho nên có thể đi ra ngoài đường một chút nào đó ha. Anh chàng gặp á, gặp xong mê mà tâm thần, bụng rụng hết tay chân, không còn biết trời đất gì nữa. Wow. Thành ra anh chàng về nhà ha, đêm ngày mơ ước được cưới cô nàng, làm, chứ không phải làm công mà. Làm vợ, ok, rồi. Anh ta nhờ một người mối, ha, lân la tới nhà cô kia để mà dạm hỏi. Rồi, cái bà này ha, bà mối ha, lân la tìm cách làm quen với cô gái. Vì cô gái, cô nghĩ là mình nghèo nàn, cho nên cô hơi tủi phận đó. Hơi cái bằng e thẹn, cho nên ban đầu cô trốn tránh hoài. Nhưng mà sau đó cái bà mối này bà ngọt lưỡi hả? Ngọt lưỡi hả? Bà nói tỉ tỉ tê tê ha. Dụ dỗ cái cô gái lâu lâu nghe là cũng thấm rồi. Cái cổ, sao? Ok, cô ok. Ok. Rồi cái hai người được cái gì? An bài để gặp nhau. Thì khi mà mới gặp gỡ đó thì anh chàng này ha, thề non hẹn biển ha, nhất định không bao giờ mà đổi lòng. Cho nên cô gái nhận lời rồi, nhận lời để cầu thân của anh chàng đó. Sau đó thì cô nghĩ rằng mình sao mà may mắn quá hả? Được nâng khăn sửa túi cho người mà mình thương yêu. Và người thương yêu cũng là người có địa vị nữa. Thì cô cũng rất mừng. Cái bà mối này á, không tốt bụng. Cái anh chàng nhà giàu á, cho bà bao nhiêu tiền cũng không đủ hết. Bà tham quá đi. Cho nên bà nhảy bên này, bà nhảy bên kia. Bây giờ bà làm mối cho cái cô nhà nghèo rồi. Sau này bà thấy cái vùng gần bên nó có một cô gái khác. Nhà rất là giàu. Nhưng mà xấu xí lắm. Và lười biếng nữa. Cho nên ê chồng, mũ mối bằng tìm tới đó để mà tỉ tê với cô ta. Cô này mừng quá. Vội vàng đem ra nhiều vàng nhiều bạc để mà thưởng cho bà đó. Nhờ bà đó mà tác thành đôi lứa cho cô ấy với cái anh chàng nhà giàu bên kia. Cái bà này nhảy hàng hai hả? Xấu bụng quá đi, xấu quá ha. Thành ra quấy cô nào, quấy cậu nào muốn lấy chồng thì lấy vợ thì cứ email nhau cho rồi cho nó lẹ. Đừng có kiếm bà mối bà mai làm chi, hiểu chưa? Thời buổi này mối mai làm gì cho nó mệt, phải không? Email lẹ phải không? Gửi hình đồ luôn. Thôi, cô kia mừng quá rồi. Ngày nào cũng mong ước được sánh đôi với anh chàng nhà giàu đó. Rồi cho vàng bạc nhiều lắm, bà này muốn bao nhiêu cũng được hết. Rồi cái bà mai đó, từ bữa đó cái chạy qua anh chàng nhà giàu kia, nói bậy nói bạ, nói xấu, nói hổ, nói dòm, nói ngó, nói gì, nói hành, nói tỏi, nói tiêu, nói ớt với cái anh chàng đó, nói xấu cô con gái nhà nghèo đó. Theo dệt đủ thứ hết. Nói rằng cô kia không có chung thủy lang chạ với anh chàng nào đó trong làng đó, chàng nào đó có gì đâu. Anh chàng nhà giàu này mặc dù có phải lòng cô kia nhưng mà tính không có được tốt lắm, tính cũng rất là độc ác, cọc cằn, tham lam. Nên nổi máu ghen tuông và tức giận cô gái nghèo. Rồi trong khi đó thì bà Mai thì cứ tân bốc cái cô gái nhà giàu mới đó, khen cô này kia đủ thứ hết. Không cần lâu bao lâu á, mưu kế của bà thành công. Rồi anh chàng kia giận quá mất khôn, ghen tức quá mù quáng, chán ghét người của mình yêu và tính nông nổi hời hợt nữa, được chiều chuộng quen rồi.
con nhà giàu mà con một nữa, cưng quá hư, cho nên không chịu dò xét, không chịu hỏi han kỹ lưỡng gì hết. Cứ đổ tội cho người yêu là hư hỏng, rồi một mực từ hôn. Rồi sau đó ít lâu đưa trầu cau dạm hỏi cô gái nhà giàu. Từ ngày cô gái nhà nghèo bị hất hủi đó thì cô buồn tủi đau ốm nằm liệt giường. Làm sao giải bày anh chàng cũng không nghe. Càng giải bày anh chàng càng nghi ngờ thêm. Buồn quá sức, càng ngày càng đau ốm. Cái ngày hai người nhà giàu cưới nhau là cái ngày cô đó buồn không thể tưởng được. Cho nên vì một phút quá đau lòng không suy nghĩ, cô nhảy xong tự tử. Thì dĩ nhiên rồi hả? Có một mình phải không? Con mồ côi nữa. Hồi đó giờ không thương ai, cha mẹ cũng chết, cho nên tình thương đếm hết cho anh chàng kia. Cho nên bây giờ anh phụ một cái thì cô cũng như là rớt từ trên trời rớt xuống, chứ không có chỗ nào nương dựa, không có chỗ nào bám víu. Thì dĩ nhiên mình có thể hiểu được cái tấm lòng đau đớn của cô không? Đã nghèo, mất cha mất mẹ, làm việc cực khổ nữa. Tự nhiên có người lại dụ dỗ, mình cũng đâu muốn gì đâu. Tự nhiên không ham muốn gì, có người lại dụ dỗ, tưởng đâu trời đưa duyên phận tới để cho cổ sung sướng, ngờ đâu đùng một cái không còn gì hết hả? Cho nên cô chết rồi á thì linh hồn không có siêu thoát gì cả. Bây giờ đi đâu đây, đi xuống đâu? Diêm Vương, nó địa ngục làm gì xuống địa ngục, ta đâu làm gì đâu, ta nổi xuống địa ngục, xuống Diêm Vương thôi. Ok. Xuống Diêm Vương thì bả đội đơn đi kiện anh chàng kia. Sau bao nhiêu năm trời đó ha, thì hai vợ chồng người nhà giàu cũng chết, rồi bà mối cũng ngụm xuống Diêm Vương kia. Diêm Vương hiểu rõ tội trạng của mỗi người rồi, cho nên bắt họ phải đầu thai trở lại dương thế để trả nợ, hiểu chưa? Bà Mai biết đầu thai làm ai không, làm gì không? Bà Mai đầu thai làm con gái của một nhà phú ông giàu có, được cha mẹ đặt tên là Kiến. Anh chàng mà phụ tình kia đó được thác sinh là một anh học trò nghèo, không một tấc đất để cắm dùi. Đất không có đất để cắm dùi là sao hả? Nghèo quá sức ha. Cái dùi nó bao nhiêu mà cũng không có chỗ để cắm. Việt Nam diễn tả hết sảy. Nó nghèo không một tấc đất đủ rồi, không có một tấc đất để cắm dùi. Rõ ràng quá sức nghèo. Cái dùi của mình giống như cái dù mà hả? Nhỏ xíu vậy mà cũng không có chỗ để cắm nữa. Thì thôi hết nói rồi, phải không? Không có chỗ đất để cắm dùi đó. Ok. Thì cái cô Kiến này ha, con gái của phú ông này ha, rất đẹp và rất thông minh. Nhưng mà cha của Kiến á thì rất là tham lam, độc ác. Ông chẳng có coi ai ra gì hàng xóm, ông khinh rẻ lắm. Chỉ có trọng tiền tài và danh vọng. Bây giờ cô Kiến đã đến tuổi cập kê rồi, nhưng mà ông vì còn tham lam quá đi, đám nào tới ông cũng chê hết. Đợi cái đám nào mà giàu hơn, danh vọng hơn, sang trọng hơn mới chịu gả, cứ đợi hoài, đợi hoài. Đã có biết bao nhiêu người ngấp nghé, nhưng mà chàng nào cũng bị phú ông chê là nghèo, không chịu gả con gái, không đủ giàu. Gần nhà của phú ông này có một anh chàng thư sinh trọ học. Anh chàng học trò tướng mạo khôi ngô, đẹp đẽ, học giỏi, văn hay, nhưng nghèo rớt mồng tơi. Hết sảy. Hồi nãy không có đất cắm dùi, bây giờ rớt mồng tơi luôn. Cái mồng tơi cũng rớt luôn. Không có đất cắm dùi làm sao mà để mồng tơi đâu được. Đang cắm không được rớt xuống chứ sao. Rớt mồng tơi, nghèo rớt mồng tơi. Lâu lâu đọc tiếng Việt Nam mới nhớ mấy cái tiếng này vui hả? Nghèo rớt mồng tơi, rồi. It has been a great joy to have your loving company for today's episode of Between Master and Disciples.
Join us again tomorrow for part 3 of the story of Yama Judges a Case. Now please stay tuned to Supreme Master Television for Healthy Living, coming up next after Noteworthy News. May your spirit be light and bright with God's blessings and grace. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.